Chào các em, hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục đề số 27. Giới thiệu với cả lớp, các em có thể quan sát vào đề số 27 vào trang 17 của tài liệu của buổi số 27. Đề 27 này thì cấu tạo đề của chúng ta gồm có hai phần chính, đó là phần trắc nghiệm và phần tự luận. Ở phần trắc nghiệm này, thầy giáo đánh giá đây là một đề tương đối khó. Trong các cấu trúc đó thì có những cái phần mà liên quan mật thiết đến đồ thị hàm số này, đến phần hình học mà chúng ta sẽ phải giải quyết phần trắc nghiệm một cách linh hoạt, tinh tế và đẩy nhanh tốc độ và đúng nhất, nhanh nhất có thể. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục đề số 27 nhé. Let's go nào, chúng ta cùng bắt nhau vào số số 1 thật nhanh như cả lớp nhé. Câu số 1 này, hãy xác định, cả lớp lưu ý này, hãy xác định tham số A để hệ phương trình, được chưa? Đã cho đây. Đây có nghiệm duy nhất. Mọi người lưu ý thầy giáo này, có nghiệm duy nhất khi nào? Đấy, hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi a trên a phẩy khác b trên b phẩy. Và từ đây chúng ta phán đoán được, đây là tài nháp nhé cả lớp nhé. Tài nháp này, a trên a phẩy có nghĩa là a trừ 1 trên 2 sẽ khác âm 1 trên âm 1. Âm 1 với âm 1 của chúng ta coi như triệt tiêu đúng không ạ? A trừ 1 của chúng ta khác 2 và tương đương với a của chúng ta khác 3. Vậy a khác 3 thì vậy câu trả lời đúng của chúng ta bây giờ là gì ạ? Câu trả lời đúng của chúng ta bây giờ chính là đáp án A. Được chưa? Xong, chúng ta chuyển sang câu số 2. Tìm m để đường thẳng D y bằng m bình x cộng m song song với đường thẳng này. Hai đường thẳng này song song khi nào? Điều kiện song song ạ. Điều kiện song song khi này a bằng a phẩy. Đúng chưa? Thế là m bình bằng 4 á. Được chưa ạ? B khác b phẩy, m khác âm 2. Vậy tương đương với m bằng, được chưa? M bằng mấy á? M bằng 2. M bằng 2 thỏa mãn điều kiện của đề bài. Vậy đáp án này là đáp án D. Được chưa cả lớp? Rồi, như vậy trong quá trình làm bài, thầy giáo vừa chọn đáp án đúng, nhưng thầy giáo luôn luôn phân tích cho các bạn. Đây, quá trình này là quá trình phân tích. Các em chú ý thầy giáo nhé. Đây là quá trình phân tích. Quá trình này thường các bạn phải làm ra nháp. Đấy, thường là làm ra nháp. Cả lớp chú ý thầy giáo ạ. Tiếp tục chúng ta sang câu số 3. Câu số 3 tính chiều cao đài kiểm soát lưu thông. Không lưu á. Đây là một cái đài mà để điều chỉnh các máy bay bay trên trên sân bay Nội Bài ạ. Biết bóng của đài kiểm soát được chiếu bởi ánh sáng mặt trời xuống đất khoảng 200 m và góc tạo bởi tia sáng mặt trời là 25 độ 24 phút. Được chưa? Các bạn cực kỳ chú ý thầy giáo là làm tròn đến hàng đơn vị. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị. Mọi người chú ý thầy giáo câu này ạ. Đó. Thứ hai nữa, chúng ta phải đưa bài tập này về dạng bài tập tam giác vuông mà chúng ta quen thuộc ạ. Đây, cả lớp thầy giáo xin phép vẽ nhanh cho các bạn này. Đấy, mọi người lưu ý thầy giáo. Một tam giác vuông, được chưa? Chúng ta có bởi ánh sáng mặt đất ạ. Ví dụ như đây, đây là A, đây là C chẳng hạn. Thì đây là 200 m. Được chưa? Người ta hỏi độ dài AB. Thầy giáo nháp thầy giáo lên, thầy giáo phải vẽ hình ra thôi. 25 độ 24 phút đây. Đây chính là 25 độ 24 phút. Các bạn dùng máy tính, các bạn bấm cho thầy giáo, đúng chưa? Bây giờ người ta hỏi AB, thế thì ta sử dụng tỷ số lượng giác AB thì bằng AC nhân với cả tan, đúng chưa? Mối quan hệ ở đây đã biết là AC là cạnh kề. Điều kiện cần hỏi đó chính là AB là đối. Vậy quan hệ đối kề sẽ là quan hệ sử dụng tan. Như vậy chúng ta có tan của 25 độ 24 phút. Có hai phương án để các bạn bấm máy tính thật nhanh. Nếu như lúc đi thi 24 phút này là mình không nhớ được, thế thì các con chỉ bấm cho thầy giáo này. Lấy AC xấp xỉ nhé. AC nhân với cả AC ở đây bằng bao nhiêu rồi ạ? AC của thầy giáo bằng 200 rồi. Thế nào bấm luôn ở đây, chính là bằng 200. Mọi người chú ý nhân với tan của 25 độ. Thế thì chúng ta sẽ ra được xấp xỉ đầu 94 phẩy bao nhiêu đấy. Như vậy D của chúng ta để làm tròn đến hàng đơn vị của chúng ta chính là đáp án. Đây xấp xỉ là 94 phẩy bao nhiêu đấy. Thế vậy chúng ta suy được ra đáp án này là đáp án D. Tại vì ở đây có 4 câu chỉ có một mình câu vào đầu được 9 thôi. Đúng không? Thế nên chúng ta chọn được đáp án D. Rồi tiếp theo câu 4. Cho đường tròn tâm O, được chưa ạ? Bán kính, nhớ đây là bán kính ạ.
và đáy AB cách đường tròn tâm O một khoảng bằng 6 cm. Tính độ dày đáy AB, nếu bạn nào kiến thức tốt rồi á, nếu bạn nào kiến thức tốt rồi thì bạn có thể phán đoán được ngay. Nhưng nếu như trong trường hợp mình chưa tự tin thì các bạn chú ý thầy giáo ở đây mình vẽ hình nó ra. Đây mọi người nhìn vẽ hình nó ra. Thế thì ở đây chúng ta có góc vuông, được chưa nào? Đáy AB mà, AB tâm O, được chưa? Một khoảng cách là OH của thầy giáo bằng 6. Bán kính của thầy giáo bằng 10. Vậy tam giác Ai Cập mở rộng là tam giác có độ dài là 10, 8 và 6. Vì đây là trắc nghiệm nên chúng ta không đi sâu vào quá trình trình bày mà ta có thể phán đoán được ngay ạ, phán đoán được ngay nhé. Phán đoán này. Dựa vào tam giác Ai Cập mở rộng. Tại sao mà thầy giáo lại không đi tính cho các bạn đằng nào cũng bằng 10 bình trừ 6 bình bằng 8 bình thầy ơi? Nhưng thầy giáo lại dùng cái cụm từ là tam giác Ai Cập mở rộng. Tại vì chúng ta đang học trắc nghiệm, chúng ta phải nhớ, chúng ta phải tư duy để từ đó ta phán đoán được, đúng chưa? Chúng ta suy ra được AH của thầy giáo bằng 8 thì suy ra được AB của thầy giáo bằng 16. Qua đó chúng ta được đáp án A là đáp án hoàn toàn chính xác. Được chưa cả lớp? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục câu số 5. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Cả lớp ơi, đường cao AH, mọi người nhìn giúp cho thầy giáo cái ạ. Đường cao AH, được chưa AH? Chúng ta nhớ được ngay công thức. Nếu bạn nào không nhớ công thức thì chúng ta phải bắt buộc phải vẽ hình ra. Đó là AH bình thì bằng HB nhân HC. AH bình bằng HB nhân HC, chúng ta nhớ. Nhớ như vậy chúng ta có được đáp án C là đáp hoàn toàn chính xác. Được chưa? Vậy, câu A sai ở BC, AB, AC, đấy là lần lượt sai ở các ý còn lại. Tiếp tục chúng ta sẽ có được câu số 6. Câu số 6 theo quan điểm cá nhân thầy thì đã giới thiệu với các con ở đề này, đó là một đề tương đối khó. Cả lớp ơi, đề này tương đối khó nhé. Thế thì cổng vào của một ngôi biệt thự có hình dạng là một parabol được biểu diễn bởi đồ thị này. Đấy, biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 4 mét. Câu này là một câu khó. Thế để định hướng cho các bạn câu này thì đó xin phép vẽ hình nhanh một chút này, cả lớp chú ý này. Đây, các con nhìn cho thầy giáo một chút ạ. Parabol của thầy giáo này. Đấy, ví dụ như thế này, chúng ta hình dung như thế này ạ. Đây, chúng ta hình dung một chút ở đây chính là vuông góc. Đây chính là trung điểm M. Đây chính là AB bằng 4. Đây mọi người chú ý thầy giáo. Rồi, tiếp tục. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 4 mét. Thế thì mỗi phần này là bằng nhau, mỗi phần là 2 mét. Tiếp theo, một chiếc ô tô tải có thùng xe là một hình hộp chữ nhật, có chiều rộng là 2,4. Thế như vậy, xe đi vào là theo hướng mũi tên này, đúng không ạ? Xe đi vào là theo hướng mũi tên đó. Thế như vậy, chúng ta có thùng xe có chiều rộng là 2,4 mét. Được chưa? 2,4 chia làm đôi, cả lớp ơi đây. Thầy giáo có MN. Được chưa? MN này. Đây, anh bạn này cũng chia làm đôi. Vậy ở đây chính là 1,2. 1,2 mét, bên này cũng phải 1,2 mét. Nhưng cái quan trọng là khi ta gióng xuống đây. Mọi người nhìn chúng ta gióng xuống đây ạ. Đây, mọi người nhìn. Gióng xuống đây thì đây chúng ta khoảng cách cũng là 1, mấy ạ? 1,2, đường tròn tâm O đây. Chúng ta có được x, chúng ta có tọa độ. Chúng ta tưởng tượng ra như vậy ạ. Được chưa? Nào, mọi người hình dung được chưa ạ? Rồi, bây giờ cái nhiệm vụ quan trọng là gì? Hỏi chiều cao lớn nhất có thể của ô tô là bao nhiêu? Nào mọi người hình dung ạ, cái phần này cực kỳ quan trọng cả lớp ơi. Chiều cao lớn nhất của ô tô tải, của thùng xe, của một hình hộp chữ nhật có thể là bao nhiêu? Thế thì mọi người chú ý này. Ở đây chúng ta nói là một cái thùng xe tải, được chưa ạ? Với cách chia đôi của nó là 1,2, vậy bán kính của chúng ta ở đây là 1,2. Bán kính ở đây ra 1,2 thì ta quét một cái đường tròn chẳng hạn. Như vậy, được chưa? Hỏi chiều cao lớn nhất của ô tô có thể, được chưa? Hỏi chiều cao lớn nhất có thể của ô tô là bao nhiêu để ô tô có thể đi qua cổng. Đây, mọi người nhìn, đi qua cổng. Thế như vậy, chúng ta lại hình dung như thế này ạ. Chiều, biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 4 mét. Được chưa? Đây này, giữa hai chân cổng đây này. Mọi người nhìn. Đấy, chúng ta hình dung cho thầy giáo ở đây ạ. Được chưa? Rồi, thế như vậy mỗi phần của chúng ta được bên hai bên 2 mét. Như vậy chiều cao cổng của chúng ta ở đây, được chưa? Chúng ta hình dung này, đây, mới chỉ được làm 2 thôi, tổng của nó là 4 mét. Thế như vậy, để có thể đi qua cổng được, thế thì bán kính chúng ta phán đoán nhé, phán đoán. Chúng ta phán đoán này, cái R phải của chúng ta này. Đây mọi người, cái R phải của chúng ta chỉ có 1,2 thôi.
Được chưa ạ? Tại vì sao lại có 1,2? Thì vì 2,4 chia 2 mà. Bằng 2,4 chia 2. Thế như vậy, chiều cao tối đa của thùng, của cái thùng xe đó, thì nó sẽ quét quét được đây cả lớp nhìn này. Đây chúng ta sẽ quét được căn sang bên này và vòng như thế này. Được chưa? Hoặc đấy là phương án thứ nhất, hoặc là phương án thứ hai, chúng ta hiểu ngầm với nhau, hiểu nhầm với nhau này. Đây, hiểu ngầm với nhau. Đấy, để chúng ta có được chiều cao lớn nhất của ô tô là bao nhiêu để ô tô có thể đi qua được cổng. Được chưa? Để ô tô có thể đi qua được cổng. Nào mọi người lưu tâm cho thầy giáo ở bài tập này ạ. Chiều cao lớn nhất của ô tô để có thể đi qua được cổng ạ. Đây là câu số 6. Được chưa? Đấy, thế thì chúng ta có thể dự đoán nhỉ. Chiều cao lớn nhất ạ. Chính là bằng 1,2 tất cả mũ 2. Được chưa? Nó chính bằng 1,4. Từ đây chúng ta có được đáp án B là đáp án hoàn toàn chính xác. Được chưa? Chúng ta tưởng tượng ở cái hình này của thầy với cái hình này. Thế như vậy chúng ta nhận thấy được. Được chưa? Hoặc chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ cũng được ạ. Theo phương pháp loại trừ thì chúng ta còn lại B của chúng ta là đáp án cuối cùng. Đấy, như vậy câu này là một câu thầy giáo đánh giá là một câu tương đối khó. Thầy giáo nói lại một lần nữa nhé. Câu này là một câu tương đối khó. Được chưa? Các bạn có hiểu tại sao không ạ? Cái bán kính của chúng ta bằng 2 này, thầy giáo giải lại này. Bán kính của chúng ta bằng 2 thì bình phương lên là bằng 4, được chưa? Thế còn bán kính 1,2 ở đây thì thay vào y, y của chúng ta đây mọi người ơi, y của chúng ta ở đây này. Đó thì chúng ta sẽ có được thay vào, được chưa? Và đương nhiên chúng ta phải lấy giá trị tuyệt đối thôi. Nào mọi người hình dung vấn đề chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sang câu số 7. Trong câu số 7, này cũng là một câu khó. Trên hình vẽ ba nửa đường tròn, mọi người nhìn ba nửa đường tròn. Chắc các bạn xem tài liệu các bạn cũng đọc được ạ. Đây là ba nửa đường tròn đường kính AB, đường tròn đường kính AC. Đây, đường tròn đường kính AB thầy giáo đặt. Mọi người chú ý nhé, thầy giáo đặt mã hóa này. Thầy giáo mã hóa AB. Được chưa? Chúng ta có được. Nào mọi người, đây thầy giáo đường tròn tâm O đi. Đây là O phẩy đi ạ. Là mọi người hình dung có chưa? Thầy giáo đặt ở đây là R, ở đây là R phẩy. Thế như vậy chúng ta có điều gì? Có đường tròn đường kính AB. Chúng ta có đường tròn đường kính AB có bán kính là gì? Nào. Đường tròn đường kính AB ạ. Đường tròn nhé, đường kính AB có bán kính là R cộng R phẩy. Tại vì sao lại như vậy? Chúng ta gấp đôi lên thì nó sẽ là ra đường kính AB mà. R phẩy. Tiếp tục. Đường tròn đường kính AC có bán kính là R. Được chưa? Đường tròn đường kính AC đấy ạ. Đấy, có bán kính là R. Đường tròn đường kính BC bán kính là R phải như ký hiệu ở trên hình. Bây giờ chúng ta cái quan trọng nhất của bài tập này là chúng ta sẽ phải tính được phần diện tích mà giới hạn bởi ba đường tròn này. Thế thì chúng ta có được, ta gọi cái diện tích giới hạn bởi, gọi là diện tích giới hạn ạ, bởi ba đường tròn. Bởi ba đường tròn nhé, bài này là bài tương đối khó là SC. Thế thì SC của chúng ta thì bằng SC của đường tròn đường kính AB. AB của chúng ta có được là R. Diện tích đường tròn thì bằng gì? Bán kính nhân pi đúng không ạ? R cộng R phải. Được chưa? R cộng R phải của chúng ta nhân với cả pi. Đúng chưa? Và trừ đi đường tròn, trừ đi diện tích. Cái phần này rất dễ sai này các lớp ơi, đây chính là phải trên mấy ạ? Trên 2. Tại vì đây có nửa đường tròn thôi, không phải cả đường tròn cả nhà ơi. Đây chỉ có nửa đường tròn thôi. SC của chúng ta sẽ bằng diện tích của đường tròn này trên 2. Tiếp tục, chúng ta lại trừ đi diện tích của đường 1 phần 2 đường tròn đường kính AC. Thì chúng ta có được 1 phần 2, được chưa? R bình nhân pi. Đây mọi người. Đấy, chúng ta có được. Tiếp tục lại trừ đi 1 phần 2, được chưa? Diện tích của đường tròn có đường kính là BC thì chính là bằng 1 phần 2 R phẩy bình nhân pi. Đấy, từ đó SC của chúng ta sẽ rút gọn được là gì ạ? R bình hết, đúng chưa? 2R bình, được chưa ạ? Chúng ta được R nhân R phẩy. Tại vì chúng ta bình phương hai vế đây, ta đã giản ước ra đây. 1 phần 2 của chúng ta, 1 phần 2 của chúng ta. Được đây, nếu chúng ta chưa hình dung như đây thì được đây. Bằng R nhân R phải. Được chưa? Tiếp tục, chúng ta có điều gì nữa?
có diện tích. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta phải đi tính diện tích của gì? Của hình tròn có bán kính là DC. Thì bây giờ ta phải đi tính BC trước ạ. Tính BC. BC của thầy giáo được tính như thế nào? Đấy. Đường tròn đường kính CD. Sai rồi. Đây là đường tròn đường kính nào ạ? Đường kính CD. Nào mọi người, đường tròn đường kính CD ạ. Chú ý thầy giáo. Tính CD. CD của chúng ta thì lại đưa nó vào một tam giác vuông. Đây mọi người nhìn, tam giác vuông. Bài này tương đối khó, cả lớp phải chú ý. Đây. Rồi, tính CD trong tam giác vuông ADB. Được chưa? Từ đó chúng ta suy ra được CD của thầy giáo sẽ bằng CD bình ạ. CD bình của thầy giáo sẽ bằng R nhân 2R chứ ạ. Đúng chưa? Nhân 2R phải. Tại vì chính là bằng AC nhân CB. Đây cả lớp ơi, bằng AC nhân CB. Thế chính là bằng 4R nhân R phải. Được chưa? 4R nhân R phải. Thì từ đó chúng ta có được diện tích. Chúng ta có được diện tích của anh bạn kia là gì ạ? Nào mọi người, chúng ta có được diện tích của anh bạn này là gì? Từ đây suy ra được diện tích nhé. Diện tích của đường tròn đường kính CD, DC cũng được ạ. Là nè, SC phải của chúng ta bằng, được chưa? CD bình nhân pi. Đấy, từ đây chúng ta sẽ được là bằng, được chưa? 4. Đây còn thiếu pi của thầy giáo nữa, xin lỗi cả lớp, chỗ này còn thiếu pi nữa nhá, thiếu pi. Được chưa mọi người, thiếu pi nữa. Rồi chúng ta có được 4 R nhân R phải nhân với cả pi. Đấy, qua đây chúng ta có được tỷ số SC trên S phải của chúng ta sẽ bằng gì ạ? Nào mọi người ơi, sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng này, R nhân R phải nhân pi chia cho 4 R nhân R phải nhân pi. Vậy của chúng ta bằng tỷ số 1 phần mấy ạ? 1 phần 4. Được chưa? 1 phần 4. Như vậy câu số 7 của chúng ta được chọn đáp án D. Đấy. Như vậy ở đây thầy giáo gọi là phần hướng dẫn. Phần hướng dẫn này tương đối khó. Mọi người phải chú ý cho thầy giáo. Về nhà các bạn nên cho bài tập này thành một bài toán độc lập để chúng ta giải bài tập này. Được chưa? Đấy. Đây vừa rồi là một kinh nghiệm giải của bài tập số 7. Câu số 7. Bây giờ câu số 8. Câu số 8 thì lại dễ quá, vui quá, đúng không ạ? Căn bậc hai số học của 36 là 6. Câu này thì dễ, không cần phải phân tích gì cả. Đúng không nào? Tiếp theo câu số 9. Như vậy câu 8 là bù cho câu 7, được chưa? Câu số 9. Với S là tập các giá trị số nguyên của M để đường thẳng này và parabol này cắt nhau tại hai điểm phân biệt nằm bên phải của trục tung. Tính tổng các phân tử của tập SC này. Thế thì trước hết ở đây, để làm được bài tập này, thì chúng ta phải hiểu được phương trình hoành độ giao điểm. Nhé, phương trình hoành độ giao điểm. Chúng ta làm trắc nghiệm mà, chúng ta phải đi nhanh. Đó là x bình trừ 6x cộng m trừ 5. Thì bây giờ chúng ta chuyển vế sang luôn. Chúng ta sẽ có được là trừ đi m trừ 5. Đúng chưa? Bằng 0. Tiếp tục cắt nhau tại hai điểm phân biệt nằm bên phải trục tung. Nằm bên phải trục tung, điều kiện là gì? Điều kiện thỏa mãn yêu cầu đề bài. Yêu cầu của đề bài á là có hai điểm phân biệt. Thế thì A phải khác 0. Delta của thầy giáo phải thế nào ạ? Lớn hơn 0. Và cắt nhau tại hai điểm nằm bên phải của trục tung. Bên phải của trục tung có nghĩa là gì? Nào mọi người, nằm bên phải của trục tung thì chúng ta thật là hai nghiệm dương. Mà đã là hai nghiệm dương thì S dương và P dương, đúng chưa? S lớn hơn 0 và P lớn hơn 0. Thế vậy chúng ta có được một đã khác 0 rồi, đúng không ạ? Delta của thầy giáo, delta phải của thầy giáo đi, bằng 3 mũ 2 trừ đi AC, trừ đi trừ trừ thành cộng ạ, M trừ 5. Được chưa? Lớn hơn 0. Tiếp tục chúng ta có SC, SC bằng tổng hai nghiệm ạ. Được chưa? X1 cộng X2
bằng trừ b trên a thì bằng 6, lớn hơn 0 thỏa mãn. Ở trên này cũng thỏa mãn tại vì đây là trắc nghiệm ạ. P của chúng ta là x1 nhân x2 bằng c trên a. Rồi, của chúng ta sẽ lớn hơn 0, được chưa? Giải cái hệ phương trình này, bỏ đi phương trình 1 và phương trình 3. Thế thì chúng ta có được này, có được anh bạn này này, 9 cộng m trừ 5 lớn hơn 0, và chúng ta có được giá trị của chúng ta là m trừ 5, được chưa, nhỏ hơn 0. Thế thì tương đương với, được chưa, chúng ta tương đương với điều gì ở đây để thỏa mãn? Tính tổng tất cả các giá trị cơ ạ, tính tổng các giá trị các phần tử của tập S, được chưa? Nào mọi người ơi, tính tổng các giá trị tập của tập S. Đây nhá, S là giá trị số nguyên của M. Thế thì ở đây chúng ta quan sát đi ạ. Chúng ta quan sát được điều gì ở đây? M lớn hơn 4. Nào mọi người. Được chưa? Có biết sai ở đâu không ạ? Có biết sai ở đâu không ạ? À, phải m của chúng ta phải lớn hơn âm gì đấy, âm 4, đúng chưa? M lớn hơn âm 4 mới là đúng ạ. Đó, tại vì sao 9 trừ đi 5 bằng dương 4, chuyển sang bên kia được là âm 4, và ở đây chúng ta có được m nhỏ hơn 5, được chưa? Mà của chúng ta m thuộc z, suy ra tập hợp m của chúng ta thuộc vào các phân tử âm mấy ạ? Âm 4, âm 3 cho đến mấy? Nào, nhỏ hơn 5 thì bắt đầu bằng mấy ạ? Nào, nhỏ hơn 5 thì bắt đầu bằng mấy mọi người? Bắt đầu bằng âm 4 à? Âm 4 sai, phải bắt đầu từ âm mấy ạ? Âm 3. Đấy, thầy giáo vừa làm, thầy giáo vừa cố tình để cho các bạn cảm nhận được cái phần mà chúng ta hay sai ạ. Chẳng phải nhé. Thì bắt đầu được là 1, 2 đúng không? 3 đúng không? 4. Được chưa? 1, 2, 3 chẳng phải 4. Được chưa nào? Đây mọi người chú ý. Đấy, giá có thể xóa bỏ cái này đi để chúng ta có thể hình dung cho nó dễ này. Đấy, chúng ta có thể viết được âm 3 nhé. Đến 4 đúng không? Đấy, từ đây suy ra tổng của chúng ta, tổng M. Tổng M của chúng ta bằng bao nhiêu ạ? Tổng M ra được kết quả bằng dương 4. Tại vì âm 3 với dương 3 mất, âm 2 với cả dương 2 mất, âm 1 với 1 mất. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta có đáp án đúng của chúng ta là đáp án nào đấy? Đáp án B. Thế như vậy bài tập này chúng ta phải suy nghĩ theo hai bước. Bước thứ nhất, chúng ta phải đưa nó về phương trình hoành độ giao điểm. Bước thứ hai, chúng ta tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt với hai nghiệm dương. Cái chuyện trục tung đây này cả lớp ơi. Đấy, đó chính là phương trình này. Ra đây có hai nghiệm dương ạ. Hai nghiệm phân biệt dương nhé. Được chưa? Qua đó thì chúng ta mới có thể phán đoán và tìm được m, giải giải đây hệ phương trình. Đấy, hệ phương trình liên quan đến bất phương trình, chúng ta tìm được các kết quả của m rồi cộng lại với nhau thì chúng ta tìm được kết quả cuối cùng là đáp án B. Rồi, chúng ta sang câu số 10, cố gắng lên nào. Câu số 10 đề khá dài đấy ạ. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R? Đồng biến trên R thì chúng ta nhận thấy khi nào thì đồng biến trên R? Khi a của y bằng ax cộng b lớn hơn 0. Vậy câu B là câu hoàn toàn chính xác. Câu số 11, tìm tất cả các giá trị của M để hàm số bậc nhất, đúng chưa, nghịch biến trên R. Nghịch biến của chúng ta thì là phải nhỏ hơn 0 ạ. Gì nhỏ hơn 0? A nhỏ hơn 0 thầy ơi. Thế thì thằng này cho thằng này nhỏ hơn 0 thôi. A nhỏ hơn 0 có nghĩa là 2019 trừ M nhỏ hơn 0. Đây, đúng chưa, hướng dẫn nhé, thầy có lại hướng dẫn này. 2019 trừ đi M nhỏ hơn 0 thì tương đương với M thế nào đấy ạ? Lớn hơn 2019. Như vậy câu 11 của chúng ta là đáp án B. Rồi, tiếp theo câu này khá đơn giản, phải đi nhanh nhá. Câu 12, cho tam giác ABC vuông tại A, khẳng định nào sau đây là đúng? Được chưa? Tất cả đây bốn thằng này đều là sin. Sin lấy đối chiếu huyền, huyền phải là mẫu. Mẫu là BC, đúng không ạ? Loại bỏ ngay trường hợp A và trường hợp C, chỉ còn lại hai anh bạn B và D thôi. Thế mà đối xin đến đối đối của A, bỏ A đi thì còn lại là BC. Vậy đây, bỏ A bên là BC là cạnh huyền, được chưa? Khẳng định là sau đây là sin của B đối với B
là cạnh AC, tử vậy là AC ạ, tử là AC, AC vậy đáp án D là đáp đúng. Như vậy qua bài này chúng ta phải phát hiện ra được, thứ nhất là đại lượng tỷ số lượng giác ở đây là gì? Sin. Sin thì liên quan đến hai đại lượng của góc B, đó là đối và huyền. Huyền nằm ở dưới đáy, loại bỏ A và C, chỉ còn lại tử. Tử là cạnh đối của góc B, thì đó chính là cạnh AC, được chưa? Phần này thì không cần phải trình bày. Câu số 13. Câu số 13 cũng là câu dễ. Biểu thức này có nghĩa khi AX trừ 8 lớn hơn hoặc bằng 0. Học trong đầu, suy nghĩ trong đầu ạ, chuyển 8 sang thì 2X lớn hơn hoặc bằng 8. X lớn hơn hoặc bằng 4 phần 2. 4 phần 2 thì bằng dương 4. Vậy đáp án D là đáp án hoàn toàn chính xác. Có nhanh quá, đúng không ạ? Hơi nhanh. Thế thì các bạn có thể tua lại nhé. Các bạn có thể dừng lại và các bạn tua lại một chút để các bạn nghe. Thế vì thầy giáo muốn dồn dập tại vì lý do gì? Vì lý do ở đây đó là chúng ta học trắc nghiệm, chúng ta phải tốc độ nhé, đúng và tốc độ song hành với nhau. Rồi, chúng ta có được x của chúng ta lớn hơn hoặc bằng 4. Câu số 14, biết AB là đường kính của đường tròn tâm O, tứ giác ACBM nội tiếp đường tròn tâm O. Đấy, các bạn sẽ đọc tài liệu ở nhà và các bạn nghiên cứu tài liệu để các bạn sẽ dự đoán và vẽ hình được, đúng không ạ? Biết AB là đường kính đường tròn tâm O này và tứ giác ACBM nội tiếp đường tròn tâm O. Thầy giáo xin phép vẽ bằng tay một chút để cho tròn nhanh ạ. Đây là nháp mà các bạn. Đây mọi người nhìn. Đây. Đấy, chúng ta lưu ý thầy giáo đây. Góc này của thầy giáo bằng đây, B A C B M. Được chưa? Góc này của thầy giáo bằng 40 độ. Anh bạn này 40 độ thì anh bạn này bằng 50 độ, với anh bạn này cũng bằng. Đây mọi người nhìn chắn cung. Cả lớp lưu ý cho thầy giáo ạ. Đây, mọi người lưu tâm cho thầy giáo một chút ở phần này. Vậy hai góc này bằng nhau vì cùng chắn cung BC. Thế như vậy chúng ta dự đoán được ngay ngay góc BMC của thầy giáo bằng 50 độ. Được chưa? Đây cả lớp ơi, bằng anh bạn này. Đấy, đây này, giáo cho đậm màu góc luôn để chúng ta nắm được ạ. Anh bạn này bằng 40 mà. Thế như vậy chúng ta biết được góc ABC thì chúng ta suy ra được góc CAB, mà góc CAB thì lại bằng góc BMC của chúng ta sẽ bằng 50 độ, và từ đó chúng ta chọn được đáp án D là đáp án hoàn toàn chính xác, được chưa? Vậy kinh nghiệm bài tập này các bạn nên vẽ hình và dựa vào được chưa, các góc nội tiếp cùng chắn một cung và dựa vào góc vuông nữa, được chưa? Đây này, cái góc này bằng góc vuông này, giả thiết mở rộng mà chúng ta hay gặp đấy. Câu số 15. Cả lớp ơi, câu số 15 ạ. Câu số 15 là tìm M để đồ thị của hàm số này đi qua điểm này. Thế thì ở đây chúng ta chỉ cần biết là gì thôi. A này thuộc đường thẳng D này, suy ra được là x bằng âm 1, y bằng dương 2. Thay vào chúng ta được này, 2 bằng M cộng 5 nhân với cả dương 1. Âm 1 bình thì bằng dương 1 mà. Từ đây chúng ta suy ra được M của thầy giáo bằng âm 3. Được chưa? M bằng âm 3 của chúng ta là đáp án A, là đáp án hoàn toàn chính xác. Được chưa? Bài tập này các bạn còn có thể cho các điểm khác để các bạn tìm M nữa cơ. Về nhà các bạn luyện vào này nhé. Rồi, câu 16. Tâm O của đường tròn của bán kính là 5cm. Cách đường thẳng D một khoảng bằng 6. Tìm số điểm chung của đường thẳng D này. Tìm số điểm chung ở đây phần kiến thức. Kiến thức của chúng ta là D của thầy giáo. Được chưa? D của thầy giáo bằng 6. Cách đường thẳng D một khoảng, được D cách này, đường tròn tâm O một khoảng, OH chẳng hạn, bằng 6, lại lớn hơn R, bằng mấy ạ, bằng 5. Được chưa, mọi người có thể hình dung cái này, đây, H đây mọi người, D đây, được chưa, D đây, O đây. Thế như vậy làm gì có giao điểm? Mà đã không có giao điểm thì làm gì có điểm chung. Vậy từ đây chúng ta tìm được ngay là D. Phải thật nhanh, cả lớp ơi, phải thật nhanh, tăng tốc lên ạ. Câu 17. Một quả bóng nhựa mềm dành cho trẻ em. Câu này là một câu thể đánh giá là dễ sai lắm đấy ạ. Có dạng hình cầu. Hình cầu của chúng ta phải nhớ được thể tích, chúng ta phải nhớ được diện tích. Tính diện tích bề mặt quả cầu, quả bóng đấy ạ, được chưa? Và kết quả làm tròn này số tập phân thứ hai, chúng ta phải nhớ công thức để tính được diện tích bằng 4 pi r bình, được chưa? Diện tích cầu của chúng ta nhé, bằng 4 p
PR bình. Thế như vậy ở đây 4 đã là đương nhiên là hằng số pi đã biết rồi, pi đề bài cho là 3,14 rồi đúng không ạ? Thế vậy R của chúng ta ở đây là gì? Đấy, R ở đây dạng cầu 7 cm, dạng cầu 7 cm, mọi người chú ý. Đó, chúng ta phân tích thật kỹ càng ở phần này. Được chưa? Chúng ta có thể nhẩm nhẩm theo phương pháp này nhé cả lớp ơi. Chúng ta nhẩm theo phương pháp suy nghĩ đầu óc này. Chúng ta chú ý này. Cái phần 7 của chúng ta ở đây, mọi người chú ý ạ. Nhé. Được chưa? Là mọi người tư duy được không ạ? Đây mọi người nhìn nhìn đuôi của chúng ta này, nhìn đuôi của chúng ta này. Đây. Hoặc chúng ta bấm máy tính ạ. Đấy, dạng hình cầu. Đấy, pi đây thay số vào, được chưa? Chúng ta sẽ suy ra vào R của chúng ta bằng bao nhiêu, được chưa? Từ đây chúng ta dự đoán, chúng ta có thể dùng máy tính nhé. Có thể dùng máy tính nhé. Dùng máy tính để suy ra đáp số. Hoặc các bạn có thể nhẩm. Nhẩm số tận cùng ạ. Để chúng ta phán đoán được đáp số. Và ở đây đáp số cuối cùng của chúng ta, số có tận cùng của chúng ta sẽ là số số mấy ạ? Số 4, đúng không ạ? Tận cùng của chúng ta sẽ là số 4. 55 25 mà. 25 nhân 14 được không? Được chưa? Tận cùng là số 4. Như vậy chúng ta đáp án của chúng ta là đáp án C. Được chưa các lớp? Đấy, các bạn lưu ý thầy giáo vào nhé phần này. Ở đây chúng ta có được, nào mọi người hình dung chưa? Tiếp tục câu 18, phương trình sau đây là phương trình bậc 2 một ẩn, phương trình nào ạ? Đây, thằng này không phải thiếu khuyết mũ 2, anh bạn này có 2 ẩn, bạn này có mũ 3, bậc 3, vậy đáp án A là đáp án hoàn toàn chính xác. Tiếp tục câu số 19, lúc 8 giờ, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu? Các bạn chú ý thầy giáo này, đây một cái đồng hồ chẳng hạn như thế này, 8 giờ ở cái vạch này, được chưa? Vạch 12 đến vạch 6 này, từ 6 đến 6 giờ đến 12 giờ ạ. Ở đây là 180 độ. Được chưa? 80 độ mà ở đây có 6 giờ. Đúng chưa? 6 giờ thì suy ra được mỗi giờ ứng bao nhiêu phút? Ứng 30 phút. Tiếp tục từ 8 giờ đến 12. Chúng ta không thể nói là từ 8 giờ được ạ. Từ số 8 đến số 12 thì đúng hơn ạ. Đấy đúng chưa? Từ này, kim ngắn. Từ kim ngắn là chỉ số 8. Kim dài ạ. Chỉ 12. Được chưa? Chỉ chúng ta suy ra được là 30 phút nhân với cả 4. Đúng chứ? 30 độ chứ ạ. Mỗi giờ ứng 30 độ cả lớp. Bằng 120 độ. Vậy đáp án C là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúng ta tưởng tượng cái cách học như thế này ạ. Chúng ta tưởng tượng cái cách học như thế này. Đúng chưa? Đấy. Chúng ta đây là số 8 này. Chúng ta tưởng tượng ngầm trong đầu mình ý ạ. Chúng ta chia chia cả một nửa đường tròn ra là 180 độ ứng với cả 6 phần. Thì từ 8 đến 12 thì có 4 phần. Vậy 4 phần nhân với mỗi một phần là 30 độ thì chúng ta ra được 120 độ. Vậy câu 19 của chúng ta có đáp án là câu C. Rồi. Đấy, bài tập này cũng là bài tập thực tế rất hay ạ. Được chưa? 120 độ từ đây suy ra đáp án C của chúng ta là đáp án đúng. Câu 20, giá trị của biểu thức này thì biểu thức này chúng ta khá đơn giản, chúng ta quy đồng lên ạ. Chúng ta dự đoán được ngay E của chúng ta sẽ bằng gì? Bằng căn 2 cộng 1 trừ đi mở ngoặc căn 2 trừ 1. Thầy giáo ít khi làm tắt lắm ạ. 2 căn 2 bình trừ đi một bình thì chúng ta dễ dàng nhận ra nhầm ở đây tử với tử là căn 2 với 2 mất, 1 cộng 1 bằng 2, 2 trên 1 bằng dương 2, vậy đáp án C là đáp án hoàn toàn chính xác. Được chưa? Nhầm nhé, chúng ta nên nhầm để suy ra đáp số vì đây là trắc nghiệm này là phải trắc nghiệm đúng ạ. Chứ còn nhẩm nghiệm mà sai thì ta không bao giờ chúng ta thành công được, đúng không ạ? Đây là nhẩm nghiệm trắc nghiệm đúng. Chúng ta lưu ý để giáo tiếp câu số 21. Câu số 21 là câu số 22 là một trong những câu mà chúng ta thấy là nó khá đơn giản. Hệ số góc của đường thẳng y bằng âm 2x cộng 3 là, ở đây chính là hệ số góc, chính là hệ số A của chúng ta đấy ạ. Được chưa? Bằng âm 2. Được chưa? Câu này dễ.
Tiếp tục câu 22. Trong các hệ phương trình sau, phương trình nào là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn? Chúng ta nhìn vào đây lướt qua ngay, chúng ta phán đoán được x y ở đây lỗi, được chưa? Ở đây x mũ 2 lỗi, ở đây y mũ 2 lỗi. Vậy chúng ta chỉ còn lại đây ax cộng b bằng 0. Xin lỗi, ax cộng b bằng c, đúng chưa? A phải x cộng b phải y bằng c phải. Vậy đáp án b là đáp án hoàn toàn chính xác. Hai câu này tương đối dễ ạ. Tiếp tục, cho hàm số y bằng 9x bình, khẳng định nào sau đây là đúng? Câu này hay sai lắm cả nhà ơi. Các bạn phải tưởng tượng ra cái miền đồ thị của chúng ta nhé. Chúng ta phải tưởng tượng ra cái miền đồ thị của chúng ta này. Đó, chúng ta phải tưởng tượng cái miền đồ thị của chúng ta như thế này. Đấy, thế thì ở đây chúng ta phân tích này. Chúng ta phân tích này, x mà tăng dần lên, được chưa? X tăng dần, đấy, x tăng dần thì giá trị y của chúng ta cũng thế nào ạ? Đó, giá trị y của chúng ta thế nào? Tiếp tục, x ở sang bên này cũng tăng dần cái trục. Đây mọi người, mọi người nhìn cái trục số này. Đây mọi người nhìn cái trục số để chúng ta dự đoán được đồ thị của nó đây. Như thế này. Đấy, thì qua đây x tăng dần, y tăng dần, mọi người y tăng dần, x tăng dần. Thế như vậy, hoặc là chúng ta thuộc lý thuyết một cách máy móc, hoặc là chúng ta vận dụng cái phần điểm này để chúng ta dự đoán được ngay ạ. Chúng ta dự đoán được ngay ở đây câu 23 của chúng ta là đáp án C, hàm số đồng biến. Đó, được chưa? X tăng lên thì hàm số tăng lên, thì vì A của chúng ta bằng 9 là số dương mà. Cái này chúng ta phải thuộc ạ, nhé. Lưu ý thế nào? Câu 24. Nào mọi người có hình dung này không ạ? Hàm số đồng biến khi x lớn hơn 0, lớn hơn 0 nó x tăng, y tăng đấy ạ. Được chưa? Tiếp, câu 24. Từ một tấm tôn. Wow, bài này là bài tương đối khó cả nhà ơi. Bài này thì đánh giá là bài tương đối khó đấy ạ. Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước, được chưa? Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước là 0,5m và 2,4m. Người ta gò tấm tôn đó nhé, thành một hình trụ. Thứ nhất là thành hình trụ. Rồi, có chiều cao bằng 0,5. Thế thì các bạn phải có những phán đoán ở bài tập này. Thứ nhất câu 24, cả nhà ơi, câu 24 này, phán đoán. Rồi, thứ nhất chúng ta có chiều cao. Người ta đo tấm tôn đó là thành mặt xung quanh, được chưa? Được hình nước hình trụ. Thế thì chúng ta có phán đoán đầu tiên, hình trụ này có chu vi đáy là bao nhiêu? Hình trụ này có chu vi đáy. Chu vi đáy của hình trụ nhé. Chu vi đáy của hình trụ là 2,4. Được chưa? Tại vì một cái tấm tôn nó hình như quyền vở của chúng ta như vậy, thì có kích thước như vậy mà, thì chiều cao là 0,5 rồi, thì chu vi đáy của chúng ta là bằng 2,4. Từ việc chu vi đáy thì chúng ta suy ra được bán kính. Suy ra được bán kính của hình này là bằng 2,4 nhân pi. Rồi chúng ta chia cho 2 ạ. Được chưa cả lớp ơi? Đấy. Hình dung chưa? Thì chúng ta sẽ được bằng 6, rút gọn được 6 phần 5. Đây là chia cho pi ạ. Chu vi chia pi chia 2 tiếp. Nhá, chia 2. Thì 6 thì 5 pi. Đây mọi người, cái này là chia pi ạ. Được chưa? 5 pi. Từ đây suy ra được thể tích của hình trụ. Từ đây chúng ta suy ra được thể tích của hình trụ ạ. Đây, suy ra thể tích của hình trụ. Thể tích của hình trụ của chúng ta bằng gì nào? Thể tích của hình trụ ạ. Là mọi người lưu tâm về đảo thể tích của hình trụ. Thể tích của hình trụ thì bằng 6 trên 5 pi. Đó mở ngoặc. Đúng chưa? Nhân với cả chiều cao, diện tích đáy nhân chiều cao mà, 0,5, thế thì bằng 36 trên 25 pi mũ 2 nhân pi nhân bao nhiêu ạ? 0,5 bằng 1/2 thì chúng ta sẽ được ra là bằng bao nhiêu mọi người? 1/2 thì bằng 18 trên 25 pi. Được chưa? 18 trên 5 pi có đáp án D. Rồi chúng ta nhanh chóng triển khai ra đây. Được chưa? Như vậy đáp án D là hoàn toàn chính xác. Vậy kiến thức sử dụng của bài tập này là gì? Thứ nhất chúng ta phải phán đoán được này, chu vi đáy đã là có hình trụ như là kiểu cái hình ống nước đấy, thì chu vi đáy của ta là gì? Chiều cao của chúng ta là gì? Sau đó muốn tính được diện tích đáy để tính được thể tích, đúng không ạ? Thì chúng ta phải biết được bán kính chưa? Chúng ta phải biết được bán kính đáy. Thế vậy nhiệm vụ chính của chúng ta là phải tìm bán kính đáy, sau đó tính thể tích. Được chưa? Rồi, chúng ta sang câu 25. Câu 25 là câu cuối cùng của phần trắc nghiệm. Chúng ta cố gắng phần này để chúng ta sang tăng tốc đi nào, khởi động nào.
Nghiệm tổng quát của phương trình này là đây, bốn anh đáp án này đều có x bằng r. Như vậy bản chất của bài tập này chúng ta phải biểu diễn y theo x. Thế vậy dùng quy tắc chuyển vế y sang bên này, ta nhìn từ phải sang trái, ta được y bằng 2x trừ 1. 2x trừ 1, vậy đáp án B đáp án hoàn toàn chính xác. Được chưa? Đó, chúng ta xong câu 25. Như vậy sau 25 câu này thì thầy trò chúng ta nhận thấy cái sự vất vả trong thi trắc nghiệm. Không phải ngẫu nhiên trung học phổ thông lại đã thi đại học, lại là thi trắc nghiệm. Thi trắc nghiệm đòi hỏi người học phải có kiến thức, phải thật nhanh, chính xác và có kỹ năng cực kỳ tuyệt vời. Hôm nay và những cái buổi trước nữa, thầy trò chúng ta đã được làm quen với phần trắc nghiệm. Hy vọng rằng cái sự phân tích của thầy giáo trong cái giai đoạn vừa rồi sẽ giúp các bạn tự tin hơn phần trắc nghiệm nhé, chính xác hơn, nhanh hơn, về đích sớm hơn ở phần trắc nghiệm. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau sang đến phần tự luận. Thì các em có thể quan sát đề của chúng ta ở phần tự luận trang số 19 để các bạn còn có thể xem tài liệu, được chưa? Rồi, câu số 1 này, 1,5 điểm này thì vô cùng đơn giản. Thầy giáo sẽ triển khai sang phần chúng ta đi test điểm nhé. Đây, chúng ta phần này nó rất là dễ đúng không ạ? Rút gọn biểu thức này, câu này được 1,5 điểm thì chia thành hai ý, mỗi ý theo quan điểm của thầy sẽ được 0,75, hoặc câu A 0,5 hoặc câu B được 1 điểm. Đó, thì câu B này thì đã đánh giá được khoảng độ tầm 0,5 điểm. Được chưa? Được chưa mọi người? Chúng ta có ý C nữa cơ mà, đúng chưa? Tìm giá trị M để biểu thức này, để xin lỗi, để đường thẳng D này đi qua điểm này. Thế thì các bạn biết là x bằng 1 là giống bài trắc nghiệm ở phía trên ạ. X bằng 1, y bằng 5 thay vào đây. Đó, thì ta có được M của chúng ta bằng 2. Và vậy với M bằng 2 thì đường thẳng này đi qua điểm này. Cách trình bày giống như phần trắc nghiệm ở phần trên. Thế còn phần này chúng ta đưa ra khỏi căn bằng cách đưa về bình phương của một số tự nhiên. Phần này nó khá là đơn giản, được chưa? Câu này đúng được 0,5 điểm. Đấy, mọi người chú ý, thầy giáo dự đoán tìm được M của thầy giáo bằng 0,25 và tìm được đáp số đúng này được 0,25. Câu này rất là dễ đúng không? Câu này gặp rất nhiều ở những nhánh trên rồi. Câu C, giải hệ phương trình này, đây là một hệ phương trình không có điều kiện. Nếu không có điều kiện, chỉ cần tìm đồng nhất hệ số của x hoặc của y, thì y ở đây bằng âm 1 và 1, chúng ta cộng dồn xuống. Đấy là cách thứ nhất, là theo phương pháp cộng đại số. Cách thứ hai mà ít dùng nhưng mà thầy giáo lại muốn giới thiệu cho các bạn, tại vì các đề trước thầy trường dùng quá nhiều về cộng đại số rồi, thầy giáo lại muốn các bạn trải nghiệm ở phần phương pháp thế. Tìm được phương pháp thế, tìm được x bằng 3, y bằng 2, phần này cũng khá đơn giản và bài này thường được 0,5 điểm nữa, được chưa? Và thầy giáo có thể mở rộng bài này một chút nhé, mở rộng. Đây, thầy giáo cho hệ phương trình. Mọi người chú ý, thầy giáo cho các bạn hệ phương trình sau này. Đây, đây là 3x trừ y bằng 7. Được chưa? Chúng ta có mx trừ đi y của thầy giáo cộng với y bằng 5. Thế thì câu hỏi A của chúng ta là giải hệ phương trình khi m bằng 1. Thì chúng ta lại ra ngay được câu này, đúng chưa? Thế còn câu B thì ta có thể mở rộng, đó là tìm x phải y theo m. Đây, tìm x phải y theo m, và chúng ta có thể phát triển thêm một câu này bằng cách là tìm mối quan hệ của x và y ở đây, được chưa? Rồi, chúng ta xem cái bài tập này để chúng ta có thể về nhà chúng ta tự luyện được, để chúng ta ôn cho nó chắc phần hệ phương trình này, được chưa? Rồi, câu số 2. Cho phương trình x bình trừ 4x cộng m trừ 1 bằng 0. Tại sao thầy giáo lại cho cái giới thiệu cái phần là khi m bằng 1 này? Nếu các bạn chú ý này, thay m bằng 1 thay vào đây ạ, chúng ta thấy là x của chúng ta ở đây chính là hệ phương trình này. Thế thì tương tự áp dụng như vậy, chúng ta thay m bằng 4 vào phương trình đã cho. Đây cả lớp ơi, thay m bằng 4 vào phương trình đã cho ạ, thì chúng ta sẽ có được này. Đấy, vào phương trình ta được x bình trừ đi 4x cộng với 4 trừ 1 thì cộng với 3 luôn bằng 0. Và chúng ta có điều gì? Có, bao giờ cũng phải nhẩm nghiệm ạ, bao giờ cũng phải nhẩm nghiệm. 1 cộng với cả âm 4 cộng với cả 3 bằng 0. Thế thì nhẩm nghiệm rồi thì đây suy ra được phương trình có nghiệm. Chúng ta ghi là hai nghiệm phân biệt cũng được, mà có nghiệm cũng được ạ. X bằng dương 1 và x bằng c trên a là bằng dương 3.
Được chưa? Vậy S gì bằng 1. Rồi, chúng ta đã có được lời giải chi tiết của bài tập này rồi, đúng chưa? Sang đến phần 2, tìm M để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện. Bài tập này làm theo 3 bước ạ. Gợi ý bài tập này làm theo 3 bước. Ba bước lớn. Trong 3 bước này thì chúng ta có phần đáp số ở đây nữa. Đúng chưa? Rồi, thì thầy giáo ở đây chúng ta đã làm quá quen thuộc với các bài loại bài tập này ở trong các đề trước rồi. Thì thầy giáo sẽ liệt kê cho các bạn ở đây các phương pháp để chúng ta giải bài tập này theo quy trình các bước. Đó là gì? Bước 1 của chúng ta vẫn là như mọi khi, chúng ta đi tính delta thông qua A bằng 1, B bằng âm 4 và C của chúng ta bằng M trừ 1. Vì B của chúng ta là số chẵn, thế nên chúng ta có bước 1 đây. Bước 1 của thầy giáo đây. Tiếp tục, để phương trình sao có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thì delta phải của chúng ta lớn hơn 0 hay M nhỏ hơn 5? Cái này khá đơn giản. Chúng ta có bước thứ hai. Đúng chưa nào? Đúng có bước thứ hai chưa đã? Thì theo hệ thức VS thì chúng ta có được x1 cộng x2 bằng âm B trên A bằng 4. Đấy, chúng ta lưu tâm cho thầy giáo này. X1 trên x2 bằng C trên A bằng M trừ 1. Cái này chính là phần rất quan trọng mà ta hay gọi đây là 1. Hay gọi đây là mấy đấy? Đây là 2. Và tiếp tục thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau sang bước thứ ba. Bước thứ ba của chúng ta đó là ta có điều gì ạ? Với viết lại cái điều kiện, viết lại cái điều kiện M nhỏ hơn 5. Đúng chưa? Ta có được hệ phương trình cho, xin lỗi, phương trình cho điều kiện của chúng ta cần chứng minh điều kiện gì hoặc chúng ta phải biến đổi điều kiện nào. Thì có điều kiện đây, x1 x1 cộng 2 cộng với x2 nhân với x2 cộng với 2 bằng 20. Thế như vậy, bây giờ chúng ta phải biến đổi cái anh bạn này về ba nhỏ, và cái ba nhỏ của chúng ta thường hay gặp ở đây, đúng không ạ? Chúng ta đưa nó về này, tổng và tích của hai nghiệm thôi. Thì đó, làm cẩn thận không tắt bước nào. Mong cả lớp chúng ta cùng nhau quan sát và chúng ta nhận định được ngay, đúng không ạ? Thứ nhất, chúng ta đưa nó về tổng và tích của hai nghiệm thì chúng ta nhóm nó vào được x1 bình cộng x2 bình cộng với 2 lần x1 x2. Đây. Bằng 20. Thế thì ở đây chúng ta rất là quen thuộc dạng này rồi, đúng không? Thêm bớt thôi. Đây cả lớp ơi, thầy giáo làm cẩn thận nhé. Chúng ta thêm bớt 2x1 x2 rồi chúng ta lại cộng với 2 lần x1 cộng x2 bằng 20. Thầy giáo sắp xếp cho nó đẹp thì được x1 cộng x2 của chúng ta tất cả bình ạ. Được chưa? Bình. Rồi chúng ta lại cộng với 2 lần x1 cộng x2 rồi chúng ta trừ đi 2 lần x1 x2 và kết quả của chúng ta bằng 20. Ta đặt anh bạn này là 3. Cái 3 này chúng ta rất là quen thuộc, đúng không ạ? Chúng ta từ 1, 2, 3 đã suy ra điều gì? Từ 1 này, 2 này, 3 này, chúng ta suy ra được x1 cộng x2 của chúng ta bằng 4 mũ 2. 2 của chúng ta cũng nhân với 4, trừ đi 2 nhân với x1 nhân x2 bằng M trừ 1, kết quả bằng 20. Qua cái giải phương trình này, thế thì chúng ta sẽ nhận ra được một điều, đó là nếu như ở câu trên viết vị VS mà sai, biến đổi đưa về phương trình 3 mà sai thì bài toán này của chúng ta sai tất rồi, đúng không ạ? Chúng ta có được nhá, 16 cộng 8 trừ đi 2 M trừ 1 bằng 20 ạ. Thì tương đương với 2M trừ 1, chúng ta chuyển vế đi, 24 trừ đi 20 thì bằng dương 4. Chúng ta tìm được M trừ 1 của thầy giáo bằng dương 2, suy ra M bằng dương 3. Dương 3 có thỏa mãn điều kiện của bài toán không? M nhỏ hơn 5, thỏa mãn. Sau khi thỏa mãn, các bạn kết luận được với M bằng 3. Được chưa? Thì được chưa? Phương trình có hai nghiệm. Đề bài có cho hai nghiệm phân biệt không? Mọi người ơi, quan sát đây, hai nghiệm phân biệt. Phải trả lời chính xác vào này nhé. Hai nghiệm phân biệt x1, x2, không được nhầm ạ. Hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa đề bài. Bạn nào thích thì các bạn chép lại cũng được, nhưng ở đây chúng ta không cần. Ở đây ta chỉ cần ghi nó là thỏa đề bài thôi. Được chưa? Và chú ý thầy giáo ở đây là thỏa mãn mình nên cho vào ngoặc tròn
để cái độ chính xác nó cao hơn và chúng ta nhìn nó có mỹ quan hơn. Được chưa? Như vậy chúng ta vừa đi qua được đến 2 phần 3 chặng đường rồi. Đó là giải quyết hết các bài tập đại số. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thầy trò chúng ta cùng cùng vượt khó câu số 3. Câu số 3 này có nội dung hình học. Đã là hình học thì chúng ta phải nhớ lại cho thầy trường, nhớ lại cho thầy giáo. Đúng chưa ạ? Đầu tiên là vẽ hình. Vẽ hình ra nháp, chuyển hóa bài nháp vào vở. Đúng không ạ? Bây giờ thầy giáo sẽ vẽ hình cho các bạn nhé. Chúng ta vẽ hình, lưu ý thầy giáo này, chúng ta nên vẽ bằng một bằng bút chì, sau đó vẽ bằng bút viết trong trình bày vở của chúng ta và trong trình bày bài thi. Thầy giáo chọn khổ độ giấy này để muốn các bạn cảm nhận được mà các bạn cũng nên nhá, cũng nên ra quán photo mua lấy một vài tờ để chúng ta tập làm ở trong cái khổ độ giấy này để chúng ta quen tay hơn, quen với cái khung hình của làm bài giấy thi thì chữ viết cũng như là cách trình bày nó cũng khoa học và đẹp hơn. Bây giờ thầy cho chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hình bài tập này nhé. Bài tập này cũng khá là quen khi chúng ta gặp ở các bài tập quen thuộc trước đây rồi ạ. Rồi, chúng ta có một đường tròn này đường tròn tâm O, được chưa? Đường tròn tâm O. Đấy, chúng ta yêu cầu người ta yêu cầu mình là vẽ đây, đường tròn tâm O nhọn nối tiếp đường đấy, tam giác ABC nhọn nối tiếp đường tròn tâm O. Đấy, sau đó vẽ các đường cao BD và CE thì chúng ta vẽ tam giác luôn ạ. Mọi người chú ý. Nhớ cho thầy AB của chúng ta nhỏ hơn AC. Đấy, mọi người chú ý, thầy giáo viết thấp, vẽ thấp xuống như thế này để mong muốn các em hiểu là nếu chúng ta vẽ đường tròn ấy, sau đó các bạn ơi, sau đó chúng ta vẽ vẽ cho thầy đây mọi người, thầy giáo cố tình viết thấp xuống như thế này để các bạn hình dung cái BC này của chúng ta này. Mọi người ơi, cái BC này của chúng ta các em nên vẽ trên dòng kẻ ngang của vở nhé, nên vẽ trên dòng kẻ ngang của vở để chúng ta có được cái nhìn nó dễ hơn. Đây mọi người nhìn, các bạn nên vẽ trên dòng kẻ ngang của vở. Đấy. Đấy, nhìn thấy không ạ? Dòng kẻ ngang của vở. Đấy, chúng ta chú ý thầy giáo mô phỏng lại một lần nữa. Rồi, từ đó các bạn vẽ đường cao D thuộc AC. Mọi người ơi, thầy giáo, các bạn dùng dụng cụ thước, thầy giáo dùng dụng cụ công nghệ, thầy giáo vẽ. Rồi, tiếp tục. Được chưa? Chúng ta bắt đầu ký hiệu các đỉnh. A. Đỉnh A đây. Đỉnh B. Lưu ý thầy giáo hay sai nhất ở đây đó chính là chúng ta B và C có thể đổi đỉnh cho nhau bằng một cách sai lầm ạ. Tiếp tục chúng ta vẽ đường cao. Đường cao ở đây đó chính là BD. Tiếp tục đường cao CE. Được chưa? Rồi, chứng minh tứ giác ACDE nội tiếp ạ. AC. Ố, không phải, đọc nhầm rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhìn, chúng ta đọc cái phát âm, cái quãng phát âm của chúng ta nhé. ACDE, ta không 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 được vừa vừa phát âm không mà không nghĩ, phải vừa phát âm vừa nghĩ để chúng ta phát hiện ra ngay đó là B, C, D, E. Đọc viết hơi ngược chiều kim đồng hồ một chút ạ. Được chưa? B, C, D, E. Tí nữa đáp số ta cũng nên đáp số là B, C, D, E. Được chưa? Rồi, câu hỏi đầu tiên của bài tập này chúng ta khá là đơn giản. Trong xuyên suốt các đề từ 20 đến bây giờ chúng ta cảm nhận bài tập này quá nhiều. Đặc biệt là đề số 24. Bài tập này rất sâu. Tiếp tục chúng ta có B, E, D, C nội tiếp. Hay nói cách khác, bài này nó thuộc về mẫu số 1 mà trong các buổi livestream của thầy trường đã giới thiệu với các bạn đấy ạ. Đúng chưa? Nó thuộc về mẫu số 1, số 2. Bây giờ trình bày bài tập này nó khá đơn giản. Thầy giáo sẽ không đi phân tích cho các bạn nữa thì bài này nó quen thuộc rồi ạ. Rồi này, chúng ta có đầu tiên có góc BEC bằng góc BDC bằng 90 độ. Tính chất đường cao BD phải CE. Như vậy chúng ta có được phần lý thuyết thứ nhất. Phần lý thuyết thứ hai, đúng không ạ? Bước thứ hai đây là ý A nhé. Cái thứ hai là tứ giác này. Chúng ta nên viết luôn tứ giác BCDE. Tuy nó ngược chiều kim đồng hồ nhưng mà đề bài hỏi mà, nên chúng ta vẫn phải viết ạ. Tứ giác BCDE có được này. Góc BEC
góc BEC ạ, cộng với góc BDC bằng. À đến đây, chúng ta có cảm nhận chúng ta bị sai cái gì không ạ? Thầy giáo đang cố tình đây ạ, đang cố tình để cho chúng ta có kinh nghiệm để chúng ta giải bài tập này và nhớ lại cái mẫu này. Chúng ta khi chúng ta làm bài thi này ấy, chúng ta lưu ý thầy, chúng ta đừng lao vào làm, đừng lao vào làm mà phải hoạch định được hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, bốn bốn đỉnh này có tạo ra được tam giác vuông không, tạo ra được góc vuông không, thì có thầy ơi, đỉnh E và đỉnh D đây, đỉnh E và đỉnh D đây sẽ tạo ra được các góc vuông. Hai góc này, chúng ta có câu hỏi số 2, hai góc này ở vị trí gì? Nếu ở vị trí đối nhau thì dùng cộng, đúng không? Nếu ở vị trí kề nhau thì phải cùng cùng chứa góc. Vậy đây không phải là mẫu 1 và mẫu 2 đâu ạ, mà đây chính là mẫu 3. Vậy mẫu 3 thì chúng ta phải thay dấu này bằng dấu gì? Thay dấu này bằng dấu bằng. Được chưa? Thay anh bạn này bằng dấu bằng. Bằng 90 độ. Đấy, từ đây chúng ta suy ra được 4 điểm B phẩy, C phẩy, D phẩy, E. Được chưa? Cùng thuộc cái gì? Cùng thuộc cung chứa góc 90 độ. Được chưa? Dựng trên đâu? Mọi người ơi, thầy giáo mở rộng hơn một chút xíu nữa. Dựng trên cạnh BC. Thế như vậy từ đây chúng ta suy ra được tứ giác. Không được viết tứ giác như thế này. Đi thi mà viết tứ giác như thế này, nhiều khả năng sẽ bị trừ điểm đấy cả lớp ơi. Nên chúng ta phải trình bày thật rõ nét ạ. Suy ra tứ giác BCDE nội tiếp. Đấy, nội tiếp chúng ta có thể mở rộng. Nội tiếp ở đây chính là nội tiếp đường tròn. Đây, đường tròn mà có đường kính của chúng ta là BC. Như vậy câu A của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ câu B. Đây, câu B của thầy giáo đây. Câu B của thầy giáo như sau này. Gọi giao điểm AO với BD. Gọi giao điểm AO. Vậy chúng ta có đường tròn tâm O. Đôi lúc chúng ta hay bị quên chỗ này ạ. Lưu ý thầy giáo này. Quên O ở đây là rất nguy hiểm. Viết O chậm như thầy giáo vừa nãy cũng là không được. Phải ký hiệu O ngay. Rồi, tiếp tục. Gọi giao điểm của AO với BD và CE. BD và CE. Nào mọi người nhìn, BD và CE lần lượt là K và M. BD và CE. Như vậy chúng ta khi chúng ta phát âm, chúng ta phải tưởng tượng luôn là đó là AO giao với cả BD tại K, nó có thứ tự mà, tại K. Nhưng nếu như chúng ta viết vào phần này ấy thì chúng ta sẽ rất rất là dễ sai ạ. Như vậy ở đây ED, ta nối ED trước. Các bạn nhìn, tôi đã nói ED trước. Chúng ta viết ký hiệu sau thì nó không bị vẽ xấu ấy. Đây cả lớp ơi, điểm K đây. Ở đây là điểm M. Rồi, điểm K và điểm M. Thế thì chúng ta quan sát lên đây giúp cho thầy giáo. Đây, chứng minh 1 trên MD bình thì bằng 1 trên KD bình cộng 1 trên AD bình. Chúng ta có sự phán đoán ở đây ạ. Đây, phán đoán không hề nhỏ. Phán đoán này. Được chưa? Nó chúng ta suy nghĩ đến á, suy nghĩ nó giống giống công thức ở trong đâu? Công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông của chương 1 toán 9. Cả lớp ơi, chương 1 toán 9 á. Đã, chương 1 toán 9 cả nhà nhé. Thế thì mà chúng ta lại, vì sao lại như vậy? Vì chúng ta có được anh bạn này, đó là M phẩy K lại thuộc vào AK là cạnh huyền ạ. Trong tam giác vuông nào? Trong tam giác vuông AKD. Được chưa? Thế như vậy để chứng minh được điều này thì chúng ta phải phán đoán được đó chính là KM vuông góc với cả, xin lỗi, phải chứng minh DM chứ, DM. Chứng minh DM vuông góc với cả AK. Đây, mọi người ơi, ta phải chứng minh được DM vuông góc với cả AK. Đây, vuông góc. Đấy, phải chứng minh được DM vuông góc với AK thì bài toán này chúng ta sẽ được chứng minh. Được chưa ạ?
Đấy, và phần này có một gợi ý cực kỳ quan trọng cả lớp ơi. Vị gợi ý này được gọi là gợi ý chìa khóa. Chúng ta cũng bắt gặp cái phần gợi ý này ở trong trong cái chương trình mặt hẻo chữa đề, từ hình như là đề số 25 26, các bạn xem lại giáo cái khung đề đó nhé. Đó là gì? Chúng ta vẽ một tiếp tuyến. Mọi người ơi nhìn thấy nào này. Đấy, vẽ tiếp tuyến á. Mọi người lưu ý thầy giáo vẽ tiếp tuyến phần này. Đây cả lớp. Đó, đây là vẽ tiếp tuyến. AX với đường tròn tâm O đi. Với đường tròn tâm O. Đây là X đây. Đây mọi người. Vuông góc đây. Các bạn lưu tâm cho thầy giáo là khi đi thi chúng ta không được vẽ màu mực, nhiều màu mực nhé. Chú ý này. Khi làm bài thi ạ, thì chúng ta vẽ hình nhé bằng bút chì và bút viết ạ. Đấy, các bạn lưu tâm cho thầy giáo ở phần này ạ, bút chì và bút viết chứ không được vẽ nhiều màu mực như thế này. Đấy, thầy giáo giảng bài thì thầy giáo nói như vậy thôi. Thế như vậy ở đây các bạn lưu ý thầy giáo, lưu ý thầy giáo đây, thầy giáo sẽ mô phỏng lại một lần nữa để các bạn nắm được ạ. Đây, thầy giáo mô phỏng cho các bạn một lần nữa để các bạn nắm được. Đây, không được vẽ bút chì, à, không vẽ bút màu đỏ, vẽ bút chì cho các bạn xem. Đây, được chưa? Mọi người lưu tâm cho thầy giáo ở đây. Được chưa? Đây là X nhé. Hiểu phần này chưa? Rồi, thế thì ở đây chúng ta vẽ được AX song song, xin lỗi, AX vuông góc với cả OA. Đúng chưa? Vậy thì thế này chúng ta vẽ OA. Thế thì chúng ta cần chứng minh điều gì? Cần chứng minh đó là AX song song với cả DE. Đây là mấu chốt của bài này. Song song với cả DE. Thế như vậy nếu song song với cả DE thì thầy giáo xin phép dùng mực màu vàng để chúng ta phấn đấu, chúng ta quan sát được này. Đây ta cần có góc này. AX song song với cả DE thì ta cần được cặp góc son đai trong bằng nhau. Đúng không ạ? Son đai trong bằng nhau thì ta có anh này bằng anh này. Đây hai này bằng nhau. Thế góc XAB này là góc chắn cung AB, ta thu tầm mắt lại. Mút AB thì chúng ta ra được đến góc C này. Đúng không nào? Rồi, anh bạn này có liên quan gì đến anh E ở đây? E ở đây với đây. Chúng ta nhận thấy được tứ giác BEDC này là tứ giác nội tiếp. Vậy đỉnh C bằng góc ngoài của đỉnh E. Vậy suy ra được C, đỉnh C này bằng góc AED. Vậy chúng ta được điều phải chứng minh rồi. Đúng chưa? Rồi, thầy giáo sẽ cùng trình bày cho các bạn bài tập này nhá. Cái khó nhất của bài tập này là chúng ta kẻ AX ạ. Đấy là một cái chìa khóa cực kỳ quan trọng. Thế thì để nhớ được phần này thì chúng ta có hai phương án. Một, ta nhớ máy móc thôi. Thì vì chúng ta có kinh nghiệm ở bài trước rồi, ở cái phần buổi các buổi trước rồi. Phần thứ hai đó là một sự phán đoán. Thầy giáo trêu là không hề nhỏ ở chỗ mà DM vuông góc với AK đấy ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bài tập này ta sẽ trình bày như sau nhé. Vẽ này. Tiếp tuyến AX với đường tròn tâm O. Được chưa? Tiếp điểm A. Đây thầy giáo ghi hẳn cụ thể như thế này để cho mọi người nắm được. Tiếp điểm là A. Từ đây chúng ta có được trong đường tròn tâm O. Chúng ta đi ngược lên ạ, chúng ta đi ngược lên phần này. Đây mọi người, ta đi ngược lên, ngược lên. Đường tròn tâm O ta có được góc XAB của chúng ta sẽ bằng góc ACB bằng 1 phần 2 số đo của cung AB. Được chưa? Đây là định lý góc nội tiếp phải góc tạo bởi gì ạ? Tiếp tuyến và dây cung. Cùng chắn một cung ạ. Cùng chắn cung AB. Các thầy đã làm rất chi tiết cho mọi người xem ạ. Rồi, cùng chắn cung AB. Đấy. Tiếp theo, chúng ta có được điều gì nữa? Chúng ta có được tứ giác BEDC nội tiếp ạ. Đấy, có tứ giác nhé. BC DE nội tiếp ạ. Ở câu nào đây? Nó chính là ở câu A. Đó, nội tiếp.
Rồi, đó chính là câu A. Thế thì từ đây chúng ta suy ra được điều gì? Ta suy ra được góc BCD bằng góc AED theo định lý. Nếu các bạn mà không dựa vào định lý thì các bạn có thể chứng minh nó cùng bù với góc BED, được chưa? Đặt anh bạn này là một, anh bạn này là hai, đây là một này, anh bạn này là hai. Đấy, mọi người nhìn một và hai. Cái màu mực đỏ của thầy giáo ở trên này này, mọi người lưu tâm cho thầy giáo, đó là thể hiện là AX vuông góc với cả AX vuông góc với cả AO đấy ạ. AX vuông góc với cả AO. Từ 1 và 2 ta suy ra được. Đây mọi người nhìn. Từ nhá, 1 và 2. Chúng ta suy ra được này. AX, xin lỗi ạ, góc XAE bằng góc AED. Mà hai góc này ở vị trí dạ. Ở vị trí so le trong. So le trong. Từ đây chúng ta suy ra được AX song song với cả ED, mà AX của thầy giáo lại vuông góc với cả OA, được chưa? Theo cách vẽ. Từ đó ta dễ dàng suy ra được AO vuông góc với cả ED tại M. Đề bài cho cắt tại M, được chưa? Trong tam giác vuông, cả lớp ơi, trong tam giác vuông ADK, vì sao nó lại vuông? Lý do là BD vuông góc với cả AC, được chưa? Vì này, BD vuông góc với cả AC, được chưa? Áp dụng hệ thức lượng, áp dụng hệ thức lượng ạ. Có điều gì? Có luôn ạ. Một trên gì? Cả lớp ơi, một trên gì ạ? Một trên DM bình, phải đọc đúng, đúng đề bài. Các bạn có thể mở đề bài ở trang số 19 ra các bạn xem nhé. Một trên DM bình bằng một trên DK bình. DK bình không có biến đổi gì cả ở đây, đúng không ạ? Cộng với một trên DA bình. Đấy, rất thuận lợi. Đây chính là điều phải chứng minh. Được chưa? Được chưa? Vậy. Đấy, mọi người lưu ý thầy giáo ở bài tập này, thầy giáo còn có thể mở rộng cho các bạn để tăng độ khó cho các bạn lên, để các bạn nào có động cơ và mục đích của chúng ta muốn đạt được nhá, được điểm 9 cộng thì chúng ta cũng nên có những cái sự phát triển để chúng ta có được cái điều mà chúng ta mong muốn đó. Đây, mọi người nhìn. Được rồi ạ. Chúng ta còn có thể mở rộng bài tập này. Đây, thầy mở rộng cho các bạn xem đây. Thế mở rộng cho các bạn xem này. Mở rộng nhé. Mở rộng ý B1. Chúng ta không đi kiển tố vừa đố vừa giải, có nghĩa là cho ngay hệ thức lượng, đúng không ạ? Và chúng ta biến đổi thôi. Chúng ta chỉ cần biến đổi là chúng ta cũng có thể suy luận được ạ. Được chưa? Được chưa? Mọi người chú ý này, MD bình. Chúng ta nhìn này, MD đây. Mọi người chú ý, ta có MD mũ 2. Được không ạ? Ta có MD mũ 2 này. Đây thảo phân tích trước đi. Đây có MD mũ 2. Được chưa? Thì lại chính là bằng ED trừ đi M, đóng mở ngoặc, tất cả mũ 2. Có đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có câu chứng minh rằng khá đơn giản đây cả lớp ơi. Mọi người nhìn. Chứng minh rằng này, một trên, ta dùng hàm đẳng thức ở đây nhé, ta có được này ED mũ 2 cộng M mũ 2 trừ đi 2 lần ED nhân M. Được chưa? ED nhân M của chúng ta sẽ bằng, vẫn như thế thôi, một trên AD bình. Một trên AD bình cộng một trên DK bình. Đấy, một trên DK bình. Bài này chỉ đơn giản như thế này thôi, đúng không ạ? Nhưng nó cũng có được một cái sự phức tạp cần thiết để cho các bạn phán đoán, để các bạn
làm được bài tập này, đây là gợi ý này. Đấy, để về nhà các bạn có thể vận dụng, các bạn có thể làm được. Đúng không ạ? Nếu chúng ta không thích, chúng ta vẫn không thích, nhưng chúng ta mục đích của chúng ta là vẫn phải chứng minh DM này. Đúng không ạ? DM này vuông góc mà. Thế thì chúng ta còn có thể chứng minh một mô hình khác nữa, đúng chưa ạ? Đó là câu B2. Nhé, chúng ta chứng minh rằng 1 trên DM bình thì chính là bằng MK nhân MA. Thế là AM nhân MK. Được chưa ạ? Sẽ bằng 1 trên AD mũ 2 cộng 1 trên DK mũ 2. Đấy, thì như vậy bằng cái cách phân tích này, thế thì chúng ta vẫn có được hệ thức lượng giác. Anh bạn này của chúng ta thì chính là bằng AD. Xin lỗi, anh bạn này của chúng ta sẽ bằng MD bình. Được chưa? Bình phương trong một cạnh, trong một tam giác vuông đấy ạ. Bình phương đường cao với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu mà. Đấy, mọi người chú ý. Mấu chốt của bài tập này, mấu chốt của bài tập này ạ. Đây. Đây là gợi ý của thầy giáo nhé, gợi ý. Mấu chốt của bài tập này vẫn là gì? Vẫn là phải chứng minh được ED vuông gốc với cả AK. Và để chứng minh được điều này thì chúng ta có một kẻ thêm đường phụ. Kẻ thêm đường phụ là một trong những dạng toán tương đối khó. Theo quan điểm của thầy nhận định là một trong những toán tương đối khó. Thế thì các bạn phải có kinh nghiệm kẻ các đường vuông góc nhé. Ngoài cái phần biến đổi ở kẻ vuông góc AX ra, chúng ta hoàn toàn tương tự có thể vẽ thêm các đường cao, được chưa, từ đỉnh A xuống để chúng ta có những bài toán liên quan. Đấy, đây là một chuỗi bài toán về về kẻ thêm đường phụ cũng như là tam giác có ba đường cao. Các em về nhà, các em sẽ ôn luyện thêm về dạng bài tập này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục 9 cộng bằng câu số 4. Câu số 4 là một câu nâng cao phân loại. Được chưa ạ? Chúng ta gọi là phân câu câu gì ạ? Đây chính là câu vận dụng cao, vận dụng sáng tạo. Ở bài tập này người ta cho số thực dương AB, XYZ. Đúng chưa? Không phải là ABC như thông thường nữa mà XYZ nó cũng vậy thôi ạ. Đáp bài toán có điều kiện, thỏa mãn đây. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức này. Phản ánh đầu tiên ở bài tập này, XYZ bình đẳng. Vậy giá trị dấu bằng xảy ra khi X bằng Y bằng Z. Thì bài toán này, đây là một dạng toán khó. Thì thầy giáo đi vào sâu vào phần giới thiệu, hướng dẫn để làm sao kinh nghiệm. Các bạn có thể xem lời giải ở tài liệu ở trang số 21, 22 gì đó. Các bạn trong buổi số 27 này. Thì các bạn lưu tâm với thầy giáo ở đây ạ. Trước hết, theo đề bài cho thì chúng ta có được sự biến đổi. Sự biến đổi. Tại vì chúng ta cần những phân thức. Đây, cần những phân thức. Thì chúng ta phân thức đầu tiên chúng ta biến đổi được là x trên yz cộng y trên z, xz cộng z trên xy bằng 3. Phần này rất quan trọng ạ. Tiếp tục, chúng ta nhận thấy ở đây chúng ta có thể dùng định lý Cauchy để tạo ra được điều gì? Để tạo ra được một mối quan hệ giữa xyz. Đây, mọi người áp dụng cho hai số dương. Chúng ta lưu ý thầy giáo này, số thực này dương này. Đó, những số thực này dương rồi. Được chưa? Tiếp nữa, chúng ta lưu ý thầy giáo ở đây. Đây, bất ẩn thức đây. Đây, được áp dụng. Thế thì chúng ta suy ra được cộng vế với vế, suy ra được ba cái ngoặc này sẽ tạo ra được 2 trên x cộng 2 trên y cộng 2 trên 2 trên x cộng 2 trên y, 2 trên z đấy ạ. Sẽ suy ra được anh bạn này. Đây, thằng này mỗi thằng này hai lần. Đây các lớp ơi. Mỗi anh bạn này là được xuất hiện hai lần đây này. Anh bạn này với anh bạn này được xuất hiện hai lần. Đấy, thế thì số 2 với số 2 ở hai bên chúng ta giải ước thì chúng ta ra được đến 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z nhỏ hơn bằng 3. Dấu bằng xảy ra khi nào? Khi tất cả các bất đẳng thức này xảy ra dấu bằng. Nhận đây, x trên yz bằng y trên xz nhỏ hơn bằng 3. Thế thì chúng ta bây giờ chúng ta phải xây dựng lên cái anh bạn x bình này trên x mũ 4 cộng yz. Thế thì bắt đầu ở đây chúng ta lưu ý ta có x mũ 4 cộng với cả yz là cái mẫu, thì theo bất đẳng thức chúng ta cũng suy ra được nó ra được là bằng 2x bình. Đây. Thế vậy anh bạn này sử dụng bất đẳng thức này vì chúng ta cần xây dựng nên cái mẫu, xây dựng xong mẫu thì chúng ta phải biến đổi ra được được đẳng thức mà chúng ta mong muốn là đẳng thức này. Chúng ta đi cấu tạo từng phần vì nó có vai trò x, y, z giống nhau. Nên chúng ta xây dựng một phần này thôi. Sau đó chúng ta sẽ biến đổi liên tục ạ. Ta có x bình trên x mũ 4 cộng y, z. Được chưa? Đảo chiều bất đẳng thức. Được chưa ạ? Mọi người quan sát này.
x bình trên x mũ 4 cộng yz sẽ nhỏ hơn hoặc bằng x bình trên 2x bình. Đây, hai bạn này đây mọi người nhìn. Nhìn giúp cái giáo ông con lại không hiểu. Đấy, thì từ đây chúng ta suy ra được anh bạn này. Rút gọn. Đấy, x bình trên x bình rút gọn. Tiếp tục, 1 trên căn yz của chúng ta thì lại tách tiếp ra thành 1 phần 4 nhân 2. Phần này rất là khéo léo để chúng ta sử dụng hàng đẳng thức này ạ. Đây ạ. Đây cả lớp ơi. Đây chính là một bài toán phụ. Bài toán phụ. Có phải bài toán phụ không ạ? Không phải đâu, không phải bài toán phụ đâu ạ. Không phải bài toán phụ. Mà ở đây đơn giản thôi, nó chính là gì ạ? Bất đẳng thức gì đây? Cauchy. Đây. Mà đây nó chính là sử dụng bất đẳng thức Cauchy ạ. Cauchy A, được chưa? A cộng B sẽ lớn hơn hoặc bằng A cộng B lớn hơn hoặc bằng 2 căn AB. Trong đó A có thể giáo bằng 1 trên Y, B có thể giáo bằng 1 trên Z. Được chưa? Đấy, mọi người hình dung vấn đề này. Từ đó ta áp dụng tương tự với các cặp số còn lại, đó là Y bình trên Y mũ 4 cộng XZ. Đấy, và tương tự như vậy. Thì chúng ta có P phở của chúng ta bằng, được chưa? Nhỏ hơn là bằng 1 phần 4. Đây, mọi người nhìn. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta có được bằng 1 phần 2 anh bạn này. Rút gọn là đặt 2 ra ngoài và giản ước. Thế thì theo cái phần chứng minh ở phần trên đỉnh đây này, mọi người nhìn. Đây ạ, mọi người quan sát đây này. Đây, đặt phần này là sao đi. Sao ở trên chưa có, đặt phần này là sao. Thì chúng ta kết luận đây là từ sao. Đây mọi người bằng cái loại này. Đây là từ sao nhé. Từ sao ta có điều đó. Và dấu bằng xảy ra. Vậy giá trị nhỏ nhất của P thì bằng 3 phần 2. Khi nào? Khi tất cả cùng xảy ra dấu bằng. Nếu thời gian còn trong đi thi, trong quá trình đi thi ạ, nếu thời gian còn thì chúng ta sẽ phải đi khẳng định lại. Khẳng định lại các dấu bằng xảy ra đây. Rất là lớn ạ. Đó là dấu bằng đầu tiên. Được chưa? Dấu bằng số 2. Dấu bằng đầu tiên đấy ạ. Dấu bằng số 2 xảy ra cho tất cả các anh bạn này. Đấy. Đây là ví dụ như là Y trên XZ bằng Z trên XY. Đấy. Tương tự như vậy. Dấu bằng tiếp theo nữa đó là đáp án thức. Đây. Đó là 1 trên Y bằng 1 trên Z. Cái này rất quan trọng ạ. Tương tự ta có được 1 trên X bằng 1 trên Y và 1 trên X bằng 1 trên Z. Đấy. Nhưng nếu hết thời gian, nếu với thời gian ta hiểu là x y z có vai trò giống nhau, thế nên ta khẳng định ngay ăn cắp một chút thời gian ạ. Đó là x bằng y bằng z bằng 1. Đấy, như vậy thầy cho chúng ta cùng nhau đi qua cái vấn đề phân tích để chúng ta chiếm lĩnh được, chinh phục được đề số 27. Trong cái đề này thì các bạn lưu tâm cho thầy giáo soát lại một lần nữa để giới thiệu cái cơ số điểm cho các bạn. Bài này được 1,5 điểm thì thông thường hình vẽ được 0,25 rồi, đúng không ạ? Không vẽ được 25. Thế còn chứng minh này thì được 0,5 chẳng hạn, thì mỗi ý này thì có thể được 0,75. Được chưa? Tiếp theo chúng ta phần chia điểm này thì nó rất là quen thuộc với các bạn rồi. Thì như vậy trong quá trình các bạn làm bài thi thì một lời khuyên các bạn phải làm đâu được đấy, làm đâu chắc đấy. Và qua những cái phần thầy giáo chữa, thầy giáo lại cho thêm những cái phần mở rộng, phần phân tích để các bạn về nhà, các bạn ôn luyện và các bạn chiếm lĩnh được cái bài tập này. Được chưa? Rồi, thầy giáo cảm ơn mọi người đã luôn luôn lắng nghe và chúc cả lớp sẽ có được ôn luyện và thi thật tốt, biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào đề số 28.